Cô chào các em. Rất vui được gặp lại các em trong tiết học môn toán lớp 2, bộ sách Cánh diều. Trước khi đi vào tiết học, cô mời các em chuẩn bị cho cô sách giáo khoa, vở bài tập, cây viết, cây thước các em nhé. Các em đã sẵn sàng chưa? Cô mời các em lật sách giáo khoa trang 98, 99. Chúng ta học bài Ôn tập về hình học và đo lường. Ở tiết học này, các em sẽ được luyện tập tổng hợp về hình học và đo lường, nhận dạng và gọi tên đường thẳng, đường gấp khúc, đường cong, ba điểm thẳng hàng, đo và tính độ dài đường gấp khúc, vẽ được đoạn thẳng có độ dài cho trước. Giải toán có lời văn liên quan đến đơn vị đo dung tích Cô mời các em sang bài tập 1A. Chỉ ra đường thẳng, đường gấp khúc, đường cong trong các hình sao. Các em quan sát, ở đây cô có 5 hình vẽ. Nhiệm vụ của các em chỉ ra đâu là đường thẳng, đâu là đường gấp khúc, đâu là đường cong các em nhé. Cô mời các em thực hiện vào vở bài tập của mình. các em thực hiện xong chưa? Cô mời các em hướng lên màn hình sửa bài cùng với cô. Ở hình thứ nhất, đây là đường gì các em? À, đây là đường gấp khúc. Ở hình số 2, các em dễ dàng nhận biết được đây chính là đường thẳng. Hình thứ ba đường cong. Hình thứ tư cũng là đường cong. Hình thứ năm là đường gấp khúc. Các em có chỉ ra được giống cô không? Cô có lời khen các em nhé. Các em ạ, à, ở bài tập 1A, các em đã được nhận dạng và gọi tên các đường thẳng, đường cong và đường gấp khúc. Cô mời các em chuyển sang bài tập 1B. Cô mời các em đọc đề bài cùng với cô. Nêu tên ba điểm thẳng hàng trong hình sau. Các em quan sát trong hình vẽ có bao nhiêu điểm các em? À, trong hình vẽ chúng ta thấy có các điểm C, M, A, N, B, P. Và các em cho cô biết thêm trong hình vẽ có bao nhiêu đường thẳng? À, chúng ta dễ dàng nhìn thấy được trong hình vẽ gồm có 3 đường thẳng. Đường thẳng thứ nhất, đường thẳng thứ hai, đường thẳng thứ ba. Và đề bài yêu cầu chúng ta nêu tên ba điểm thẳng hàng. Vậy thế nào là ba điểm thẳng hàng? À, ở các tiết học trước các em đã biết được ba điểm thẳng hàng là ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng như vậy cô mời các em quan sát ở đường thẳng thứ nhất đường thẳng thứ nhất có các điểm nào các em chúng ta thấy có điểm c m a ba điểm này cùng nằm trên một đường thẳng vậy chúng ta nói ba điểm c m a là ba điểm thẳng hàng cô mời các em quan sát tiếp ở đường thẳng thứ hai. Ở đường thẳng thứ hai, các em thấy có điểm A, N, B. Ba điểm này cùng nằm trên một đường thẳng, vậy chúng ta nói ba điểm A, N, B là ba điểm thẳng hàng. Cô mời các em quan sát tiếp ở đường thẳng thứ ba. trên đường thẳng thứ ba các em thấy có 3 điểm C, P, B, B. 3 điểm này cùng nằm trên một đường thẳng. Như vậy chúng ta nói 3 điểm C, P, B, B là 3 điểm thẳng hàng. Các em ạ, à, ở bài tập 1B, các em đã được củng cố lại về 3 điểm thẳng hàng. 3 điểm thẳng hàng là ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng hay nói cách khác ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng gọi là ba điểm thẳng hàng chúng ta cùng nhau sang bài tập 2 a cô mời các em đọc thầm đề bài cùng với cô đo và tính độ dài các đường gấp khúc từ a đến b sao các em quan sát trên màn hình các em nhìn thấy những gì các em thấy chú voi có một hình vẽ hình vẽ này có các đường gấp khúc từ a đến b hình vẽ gồm có ba đường gấp khúc đường gấp khúc màu hồng đường gấp khúc màu cam và đường gấp khúc màu tím nhiệm vụ của các em là đo và tính độ dài các đường gấp khúc từ a đến b các em đo độ dài từng đoạn thẳng của mỗi đường gấp khúc và sau đó các em tính độ dài các đường gấp khúc từ a đến b có nghĩa là chúng ta phải tính độ dài của ba đường gấp khúc màu hồng màu cam và màu tím bây giờ cô mời các em thực hiện nhiệm vụ thứ nhất là các em đo từng đoạn thẳng của mỗi đường gấp khúc vào vở của mình nhé cô mời các em các em đã đo xong chưa cô mời các em cùng hướng lên màn hình so sánh với Số đo của cô nhé. Ở đường gấp khúc màu hồng, chúng ta thấy đường gấp khúc này gồm có 3 đoạn thẳng. Đoạn thẳng thứ nhất, cô đo được 3 cm. Đoạn thẳng thứ hai, cô cũng đo được 3 cm. Và đoạn thẳng thứ ba, cô đo được là 5 cm. Chúng ta cùng đo ở đường gấp khúc màu cam. Đường gấp khúc màu cam cũng gồm 3 đoạn thẳng. Đoạn thẳng thứ nhất cô đo được 3 cm. Đoạn thẳng thứ hai cô đo được 2 cm và đoạn thẳng thứ ba cô đo được 4 cm. Chúng ta cùng đo ở đường gấp khúc màu tím. Đường gấp khúc màu tím gồm có hai đoạn thẳng. Đoạn thẳng thứ nhất Cô đo được 6 cm và đoạn thẳng thứ hai cô cũng đo được 6 cm. Các em có đo được số đo giống với cô không? Cô có lời khen các em nhé. Bây giờ chúng ta thực hiện nhiệm vụ thứ hai là tính độ dài các đường gấp khúc. Các em ạ, à, muốn tính được độ dài các đường gấp khúc thì chúng ta làm như thế nào? À, chúng ta lấy độ dài các đoạn thẳng cộng lại với nhau các em nhé. Bây giờ các em cùng hướng lên màn hình, cô hướng dẫn các em tính độ dài đường gấp khúc màu hồng. Độ dài đường gấp khúc màu hồng là chúng ta lấy độ dài đoạn thẳng thứ nhất là 3 cộng độ dài đoạn thẳng thứ hai là 3 cộng độ dài đoạn thẳng thứ ba là 5. Chúng ta lấy 3 cộng 3 cộng 5 bằng 11 và đơn vị là cm. Đáp số 11 cm. Các em ạ, à, 11 cm chính là độ dài đường gấp khúc màu hồng đấy. Bây giờ cô mời các em tính độ dài đường gấp khúc màu cam và độ dài đường gấp khúc màu tím vào vở bài tập cho cô nhé. Các em đã thực hiện xong chưa? Cô mời các em cùng hướng lên sửa bài cùng với cô. Chúng ta có câu lời giải là độ dài đường gấp khúc màu cam là 3 cộng 2 cộng 4 bằng 9 cm. Đáp số 9 cm. Các em có tìm được độ dài đường gấp khúc màu cam bằng 9 cm giống cô không? Cô có lời khen các em nhé. Chúng ta cùng nhau sang tìm độ dài đường gấp khúc màu tím. Độ dài đường gấp khúc Màu tím là 6 cộng 6 bằng 12cm, đáp số 12cm. Cô có lời khen đến các em nào tìm được kết quả giống với cô nhé? Các em à, ở bài tập 2A, các em đã được củng cố về cách tính độ dài đường gấp khúc. Để tính được độ dài đường gấp khúc, các em nhớ lấy độ dài các đoạn thẳng cộng lại với nhau các em nhé. Bây giờ chúng ta sang bài tập 2B. Cô mời các em đọc thầm đề bài cùng với cô. Vẽ đoạn thẳng có độ dài 1 dm. Các em cho cô biết 1 dm bằng bao nhiêu cm các em? À, 1 dm bằng 10 cm. Như vậy, chúng ta vẽ đoạn thẳng có độ dài 1 dm cũng chính là vẽ đoạn thẳng có độ dài 10 cm đấy các em ạ. À. Cô mời các em cùng quan sát lên màn hình, cô hướng dẫn các em vẽ nhé. Đầu tiên, các em chấm một điểm A. Sau đó, các em dùng thước kẻ đặt sao cho điểm A trùng với vạch số 0 của thước. Tiếp theo, các em chấm một điểm B ứng với vạch số 10 của thước. Tiếp theo, các em dùng cây viết nối điểm A và điểm B lại với nhau. Ta được đoạn thẳng dài 10 cm và đây cũng chính là đoạn thẳng dài 1 dm. Cô mời các em cùng vẽ vào vở của mình. Các em vẽ xong chưa? Cô có lời khen các em nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau sang bài tập 3. Bài 3. Cô mời các em đọc thầm đề bài cùng với cô. Bình sữa to có 23 lít sữa. Bình sữa nhỏ có ít hơn bình sữa to 8 lít sữa. Hỏi bình sữa nhỏ có bao nhiêu lít sữa? Cô mời các em đọc thầm lại đề bài và nêu cho cô biết đề bài cho mình biết điều gì và đề bài hỏi mình điều gì các em nhé. Đề bài cho mình biết điều gì các em? À, đề bài cho mình biết bình sữa to có 23 lít sữa. Đề bài còn cho mình biết bình sữa nhỏ có ít hơn bình sữa to 8 lít sữa. Vậy đề bài hỏi chúng mình điều gì? À, đề bài hỏi bình sữa nhỏ có bao nhiêu lít sữa. Các em ạ, à, để giải được một bài toán có lời văn, chúng ta cần thực hiện theo 3 bước. Bước thứ nhất là chúng ta đặt lời giải. Bước thứ hai, thực hiện phép tính. Bước thứ ba, chúng ta ghi đáp số vậy các em hãy cho cô biết đây là bài toán thuộc dạng gì à đây là bài toán thuộc dạng ít hơn vậy bài toán thuộc dạng ít hơn chúng ta thực hiện phép tính gì cô mời các em cùng suy nghĩ và làm vào vở bài tập của mình nhé Các em thực hiện xong chưa? Cô mời các em cùng hướng lên màn hình sửa bài cùng với cô nhé. Ở đây, muốn đặt được lời giải, chúng ta dựa vào câu hỏi đề bài hỏi bình sữa nhỏ có bao nhiêu lít sữa. Chúng ta có câu lời giải là Số lít sữa của bình sữa nhỏ là Bài toán thuộc dạng ít hơn, chúng ta thực hiện phép tính trừ lấy 23 trừ 8. 23 trừ 8 bằng 15. Đơn vị của bài này là lít. Và chữ lít các em viết trong dấu ngoặc đơn các em nhé. Bước 3 đáp số 15 lít. Ngoài lời giải cô đặt ở đây, chúng ta có thể đặt lời giải khác các em. Cô ví dụ như là số lít sữa bình sữa nhỏ có là hoặc là bình sữa nhỏ có số lít sữa là như vậy, trong một bài toán có lời văn chúng ta có nhiều cách đặt lời giải khác nhau các em nhé. Các em ạ, à, ở tiết học ngày hôm nay các em đã nhận dạng và gọi tên được các đường gấp khúc, đường cong, đường thẳng, ba điểm thẳng hàng. Các em lưu ý ba điểm thẳng hàng là ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng và các em đã tính được độ dài các đường gấp khúc các em nhớ để tính được độ dài của đường gấp khúc các em lấy độ dài các đoạn thẳng cộng lại với nhau các em nhé tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc cô xin chào và hẹn gặp lại các em